Tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương lụng lực. Cây có bộ tàn nó rất là già rồi, gốc rất là to ha. Cây cao cũng khoảng tầm 10 cm đổ lại thôi. Cái này bộ tàn nó rất là già rồi, về mình có thể ép vô một cái chậu cạn, đợi nó sống ổn định với lại bung mầm nhiều lên là Tết mình có thể để bàn chơi được rồi ha. Dạ em xin giao lưu cây sam hương lụ lực này với giá là 200 ngàn em bao ship. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để ở phần mô tả ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.